Có lửa nó có khói. Mình phải tiên trách kỹ mới hậu trách nhân. Mình trách mình trước, trách người khác. Trong đó thì mình gieo nhân xấu, bây giờ quả xấu trổ ra cái mình trách. Trách trời, trách đất, trách cha, trách mẹ, trách đủ thứ hết. Trong cái đó không biết trách mình. Do mình sanh sự thì sự nó mới sanh ra. Con người sống giữa trần gian, buồn vui sướng khổ gian nan đủ điều. Hỏi đời sống được bao nhiêu mà sao ta phải chịu nhiều đắng cay. Thôi thì ta tự đổi thay, giữ tâm chánh niệm đừng lay động lòng. Từ bi buông bỏ là xong, thân tâm an lạc mới mong nhẹ nhàng. Như vậy cuộc đời kiếp nhân sinh thì ngắn, ngắn ngủi, phù du, vô thường. Sống nay chết, chết mai. Thời gian thì như tên bắn vậy. Mới hôm nào đầu xanh nay tóc bạc hết rồi. Thời gian nó nhanh không quý vị? Nó có chờ đợi ai không? Không. Chính vì vậy mà Đức Phật dạy chúng ta nên quán niệm về vô thường. Để làm chi? Để chúng ta mới cố gắng tập hành theo pháp của Đức Phật để mà có được đời sống tự tại. Còn nếu như mình không quán niệm vô thường, mình còn hơn thua chứ, mình còn tranh giành dữ lắm. Cho nên phải thường xuyên nghĩ về vô thường. Và trong cái sự vô thường đó phải nghĩ về sự chết là chính. Mình rất vô minh quý vị. Mình rất vô minh. Có nhiều người nói thưa sư con cũng sáng suốt chứ đâu có đến nỗi đâu mà gọi là vô minh. Chúng tôi nói thử quý vị nghe là quý vị thấy mình rất là vô minh. Thứ nhất, đã biết vô thường sao còn phiền não là vô minh. Đã biết phiền não sao còn khổ đau là vô minh. Đã biết khổ đau sao còn trói buộc là vô minh. Đã biết trói buộc sao chưa chịu buông là vô minh. Rõ ràng. Thường khi mình biết mình đang bị trói thì sao? Cái đầu tiên mình nghĩ là gì? Phải cởi trói ra. Đằng này mình không cởi trói ra mà mình lại tiếp tục buộc mình vào. Để rồi mình lại than khổ. Tài sản là sợi dây trói buộc nha. Chồng vợ là sợi dây trói buộc. Con cái là sợi dây trói buộc. Đó là những cái sợi dây nó buộc mình. Quyến thuộc là sợi dây trói buộc. Nó giữ mình chân mình lại. Nhiều khi muốn đi tu mà mình cũng chưa muốn đi được là vậy. Nó buộc mình lại. Lúc mà Thái tử Sĩ Đạt Ta chuẩn bị rời kinh thành đi xuất gia đó quý vị, Ngài vướng nhiều sợi dây trói buộc. Trong đó là thứ nhất là gì? Cung vàng điện ngọc, bốn hầm châu báu trói buộc. Thứ nhì là gì? Vợ đẹp, gia du la rất đẹp cũng níu chân Ngài. Sau đó tiếp tục là hoàng hậu gia du la tiếp tục hạ sanh ra hoàng tử nữa, lại thêm sợi dây trói buộc nữa. Cái sự kiện này lúc bấy giờ thì Đức Phật Ngài đang trầm tư, suy nghĩ về cái kiếp nhân sinh con người sanh lão bệnh tử. Ngài đang tìm cái con đường nào đó để mà thoát khỏi cái sanh lão bệnh tử, chuẩn bị từ bỏ kinh thành cung vàng điện ngọc để đi tìm cái phương thuốc cứu chữa sanh lão bệnh tử. Lúc bấy giờ là quân sĩ mới cấp báo đến với Ngài rằng là hoàng hậu đã hạ sanh thái tử. Quý vị biết lúc đó bây giờ là Thái tử Sĩ Đạt Ta theo quý vị là mừng hay buồn? Buồn hả? Hay mừng? Ngài không buồn mà không mừng, mà Ngài lại thốt lên một câu là lại thêm sợi dây trói buộc.